tập trung cho anh bảo nhá. Tôi đéo lên đấy. Cầm ở đây gọi là đọc đọc gọi là nói mà. Chuyên môn đấy. Năm 1981, năm 1982, 1986, năm 2004. Kết quả nghiên cứu khác thuộc nền văn hóa hòa bình. Năm 2001, di tích hang xóm trại được công nhận là di tích khảo cổ học cấp quốc gia. Keo lý nhá, nó là công nhận khảo cổ học di tích cấp quốc gia nhá, không phải của tỉnh đâu nhá. Cách ngày nay trên hơn 20.000 năm, có nghĩa là hang xuất hiện hơn 20.000 năm rồi. Con người đã đến sinh sống trong hang xóm trại
Cách kiếm ăn của họ là săn bắt và hái lượm trong thung lũng quanh hang. Thế các em thấy rằng là săn bắt và hái lượm thì không dễ một chút nào cả. Và họ đang nghĩ ra một cái cây và họ đã đính những cái hòn đá, đính cái đá ở chỗ đầu cây ý. Và họ dùng là tên lao vào con thú để kiếm ăn, để sinh, để có nghĩa là đấy là sự ăn chính của họ này. Thế rồi là các dấu vết vật chất để lại cho thấy con người sống ở đây đã biết sử dụng các hòn đá cuội, suối và xương sừng động vật để ghè đẽo. Như vậy là gì ạ? Ở cái thời này thì không phải là người tối cổ nữa, mà nó đã sang bên là xuất hiện là người tinh khôn rồi. Có nghĩa là họ đã biết ghè đẽo, họ đã biết mài sừng động vật và mài lưỡi thành các loại công cụ để tìm kiếm thức ăn. Như vậy thì tí nữa các em vào trong hang, các em sẽ nhìn thấy bếp, nhìn thấy đồ sử dụng, dụng cụ của họ, thì có nghĩa là họ đã biết sử dụng gì ạ? Lửa, đúng không? Sử dụng lửa rồi. Tàn tích thức ăn của họ còn lại trong hang cổ gồm nhiều loại ốc, suối. Như vậy trước cái cửa hang của họ là có con suối. Thế như vậy là họ tận dụng ốc đó để làm thức ăn của họ. Ốc suối này. Thế rồi trong hang còn để lại nhiều dấu vết tích như bếp lửa và đôi chỗ phát hiện xương người chết chôn theo tư thế nằm, co chân bên cạnh bếp. Năm 2004 và 2008, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra lối đi cổ để lên xuống hang. Ngoài các công cụ đá và tàn tích thức ăn mang đặc trưng văn hóa hòa bình trong hang xóm trại, còn tìm thấy nhiều mảnh gốm. Trong đó có những mảnh gốm được trang trí hoa văn rất là đẹp. Thế chúng ta biết rằng là đấy là gì ạ? Đấy là cái sự thông minh và cái sự sáng tạo của người Việt cổ. Thế vậy thì chúng ta thấy rằng là thời đó thì họ cũng không được học hành và họ cũng không được giao lưu rồi tham gia nhiều như mình bây giờ. Thế nhưng mà họ cũng đã biết gì ạ? Đã biết mài rồi là biết làm đồ gốm, trang trí hoa văn đấy, đúng không ạ? Và những chiếc rìu nhỏ được mài nhẵn toàn thân. Thế vậy cô hỏi các em, những cái rìu nhỏ được mài nhẵn đó được làm công cụ bằng gì? Chủ yếu bằng đá thôi ạ, lúc đó chưa có gì ạ? Chưa có kim loại như bây giờ, đúng không? Từ 3.500 năm để đến 3.200 năm các ngày nay. Trước đây thì hang còn có một số ngôi chùa được ngăn bằng gỗ với nhiều tượng và các đồ thờ tự khác nhau, dựng cách đây hàng trăm năm. Ngôi chùa nay đã không còn. Trong đợt tôn tạo di tích năm 2008, một ngôi chùa nhỏ được dựng lại ngay gần cửa hang, lấy tên là trại Sơn Cốc Tự để làm nơi thờ phụng về sau. Thế vậy thì đây là một trong những giới thiệu rất là quan trọng về hang Đá Trại. Thế sau đây tất cả mời các em, chúng ta sẽ tiếp tục tham quan di tích lịch sử để chúng ta sẽ cảm nhận được và chúng ta sẽ biết được di tích của hang Đá Trại như thế nào. Và lắng nghe cô giáo giảng bài, và chúng ta tham quan không được sờ mó một cái gì, bất cứ một đồ vật gì trong hang nhá. Dạ. Kem xuống đây và kem đứng hai ba hàng ở và chúng ta thấy là gì ạ? Đây là một cái hang khá là sâu và diện tích sử dụng cái hang này khá là rộng. Và các em thấy rằng là
nhìn trên độ cao xuống thì cao 15 mét so với mặt thung lũng. Cửa hang là rộng 8 mét. Đấy, các em xem ạ. Xem cửa hang, các em nhìn về phía sau, cửa hang kia rộng là 8 mét. Và độ sâu các em nhìn từ trên xuống là độ sâu là 15 mét. Và hơi trách về hướng đông bắc. Và hang sâu vào 15 mét, cửa hang rộng 10. Cửa hang cao 10 mét, để các em chú ý. Đây cửa hang, các em tính từ vọng hang xuống, dưới đáy hang là cao 10 mét. Cách cửa hang 5 mét có một khối đá vôi chắn giữa. Các em chú ý đây. Các em quan sát, đây là khối đá vôi chắn giữa. Có thể rơi từ trên cao xuống thềm hang, thoải dốc từ cửa vào. Phần lớn thềm hang là còn nguyên vẹn. Trước cửa hang là một thung lũng khá rộng và bằng phẳng. Các em thấy, quan sát ạ. Trước cửa hang là một thung lũng khá rộng và bằng phẳng và có suối lạn chảy qua. Và dòng suối có thể thấy đá cuội phun trào, mafit, cuội kết và kết dạng quắc tít. Đây là nguồn nguyên liệu vô tận cung cấp cho người nguyên thủy các công cụ. Các em chú ý là ở trước cửa hang này, trước đây nó là một con suối, suối lạn. Và con suối này thì có rất là nhiều ốc. Và chúng ta thấy rằng là người Việt cổ, gọi là người Mường Việt cổ đấy, là sống thức ăn chủ yếu là gì ạ? Là ốc. Đấy, các em thấy chú ý quan sát ở đây ạ. Những cái dãy bằng đây ạ, phần đa là gì ạ? Phần đa là vỏ ốc. Thế khi mà họ ăn ốc xong là họ gì ạ? Họ giải lên đây luôn. Và có thể rằng đấy ạ, họ gì? Họ nằm luôn lên vỏ ốc và là cái đấy làm gì? Làm giường luôn. Thế các em thấy là ở sâu bên trong kia là gì ạ? Là những người Việt cổ sinh sống. Sinh sống thì các em thấy vì sao mà họ ở sâu trong đó, vì sao ạ? Vì ở trong đó tránh nắng, tránh mưa. Cứ khi nắng mưa gió bão thì không đến. Vì sao lại cửa hang lại cao như vậy? Chúng ta chú ý nhé. Để gì ạ? Để tránh thú dữ. Thế khi mà thú dữ vào để tấn công thì họ có thể gì ở trong hang là gì ạ? Họ có thể ném lao vào mà gì ném gì ạ? Ném cái gì ra? Ném lửa ra để gì ạ? Để tự vệ cho mình. Đấy, đặc biệt là các em thấy bếp lửa đây này. Thì khi mà họ bắt ốc về thì tất cả gia đình 7 người là gì ạ? Tập trung ở cái bếp này, họ ném những con ốc đó vào bếp. Khi nào mà gì ạ? Ốc có cái tờ sủi bọt, có nghĩa là chín rồi. Thì gì là gì ạ? Họ lấy ốc là họ ăn. Thế và đặc biệt nữa là ở trong hang, thời kỳ đó thì họ cũng đã sáng tạo ra là gì ạ? Những cái công cụ chủ yếu là làm bằng đá, như nãy cô giáo đã giới thiệu. Đó là gì ạ? Họ có thể là ghè đẽo thành một cái rìu hoặc là một con dao. Và cái đó để làm gì ạ? Để săn bắt thú này, thế rồi là chặt cây này, thế rồi là làm tất cả những vật dụng trong đời sống của họ, họ thường sử dụng đến. Thế còn là chúng ta chú ý xem là bạn nào cho biết là thế cái hang này thì có thể sống được bao nhiêu người? À, bao nhiêu người ạ? Tại vì sao? Thời kỳ đó là gì ạ? Thời kỳ sống bầy đàn đúng không ạ? Và cũng họ cũng đưa ra một người già nhất gọi là gì ạ? Người đứng đầu đấy, đứng đầu bầy người ấy, đúng không? Thế các em thấy bên đây họ được phục dụng lại là hình ảnh người và gì cái bếp. Thì cô nghĩ rằng là như thế này. Theo cô thì là thế đây là một vỏ ốc này, họ ăn đến đâu là gì ạ? Là họ xếp vỏ ốc đến đó. Đúng không ạ? Thế và ở dưới này là gì ạ? Cô nghĩ là nước nó chảy qua. Đúng không ạ? Con suối nước chảy qua. Cái phần đa là gì ạ? Phần đa là họ sống ở trên vỏ ốc này đúng không? Cho cô một chi tiết rất quan trọng như thế này. Lúc ở cửa hang thì chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Thấy cái biển ghi là gì ạ?
là di tích, đúng không ạ? Di tích cấp quốc gia. Thế nhưng mà từ ngày 18 tháng 7 năm 2024 thì đã ra quyết định tiếp theo, đó là về việc hang di tích hang đá trại cấp quốc gia đặc biệt, có nghĩa là gì ạ? Thêm từ gì? Đặc biệt ở đó. Và chúng ta sắp sửa đón di tích quốc gia đặc biệt nha. Là chúng ta sẽ đi tham quan và chúng ta sẽ đi ngắm nhìn cái hang đá trại, là một trong những dấu tích văn hóa không được xuống kem, không được sờ tay, mà chúng ta chỉ nói đây là cái khối đá này là toàn ốc, đúng không? Em lưu ý nhé, ngày mai là ngày 16 tháng 11 năm 2024 và xã Tân Lập chúng ta cũng làm cái lễ đón di tích cấp quốc gia đặc biệt ở hang đá trại. Như vậy chúng ta sẽ là một trong những con em ở trong xã Tân Lập, có thời gian chúng ta sẽ lên đây chúng ta tham quan và chúng ta tìm hiểu thêm về di tích hang đá trại ở xã mình. Đấy, di tích hang đá trại là một trong những mà nơi mà thiên nhiên ban tặng, mà nơi mà phát hiện ra người nền văn hóa của dân tộc Mường mình, chúng ta rất là vinh dự, đúng không ạ? Rất là tự hào về quê hương mình, đúng không em? Ra suối này, suối có suối mình nhỉ? Được rồi. Nhà mình hai nhà mình đi xuống luôn này ạ. Nhiều anh nhắn lên quay cho một cái về đấy. Hả?